nó phải đầy đủ. Và nó ngoài nó thích người Việt Nam, nó thích người làm việc, chứ nó cũng không thích máy móc. Nó thích làm việc với cái sừng như kìa. Đây, thằng kiếm ăn. Kiếm ăn. Sao ăn tiền quảng cáo hiện trên video? Sao ăn tiền quảng cáo hiện trên video? Không phải quảng cáo. Vâng. Quảng cáo là có những cái kiểu những doanh nghiệp nhỏ nó không cạnh tranh được trên TV đấy. Trông màu đẹp. Đây là cái ngọn rồi. Ừ. Nhưng ở bên chỗ này